Chào tất cả anh em nhá. Ok, chào tất cả mọi người nhá. Thì đúng như lời hứa là anh em tôi sẽ đi sinh tồn các bạn. Thì hôm nay sẽ là series thứ hai Nhật ký rừng sâu. Cái Nhật ký rừng sâu cái series 1 ấy thì anh em tôi có 5 tập các bạn nhá, sinh sống ở trong rừng ấy. Thì có nhiều bạn cứ thắc mắc bảo là tại sao các anh không đi sinh tồn tiếp, thì hôm nay anh em tôi quyết định. Anh em tôi là đi sinh tồn từ tháng 5. Bây giờ là tháng 10 rồi các bác nhá. Hôm nay là 28 tháng 9. Coi như là đến tháng 10 đi. Anh em tôi bây giờ di chuyển từ xem giờ đã. Đây tại khoảng 5 giờ kém. Bây giờ là 16 giờ 39 rồi các bác nhá. Anh em tôi bắt đầu di chuyển từ anh em tôi đi được 1/10 đoạn đường rồi. Khả năng là đến 9 10 giờ đêm là anh em tôi đến cái lán mà lần trước anh em tôi sinh tồn ấy. Thì cái lán đấy chắc nếu mà mọi người xem qua video ấy thì mọi người ai cũng biết cái lán đấy. Đấy là anh em tôi tầm 9 đến 10 giờ đêm là anh em tôi sẽ đi đến đấy. Nhưng mà cái chặng đường lần trước tôi có quay, nói chung là cũng tóm tắt thôi các bạn, chứ bây giờ mình quay có đoạn đường mấy tiếng đồng hồ thì bó tay luôn. Nên là hôm nay anh em tôi sẽ vắn tắt một tí, là anh em tôi sẽ không quay đoạn đường nữa. Anh em tôi nếu mà lên đấy, anh em tôi sẽ dựng lán là ngủ đêm đầu tiên ở cái lán mà lần trước anh em tôi ngủ ấy. Thì sáng ngày mai anh em tôi sẽ di chuyển sâu vào rừng nữa, sẽ đi hết gần một ngày nữa các bạn. Chắc là khá xa đấy. Đợt này mình sẽ đi sâu hơn. Đấy. Đúng như ý kiến của mấy anh em là sẽ đi ít nhất là 5 ngày, còn tối đa là 10 ngày các bác nhá. Thì đợi các bác đúng 10 ngày anh em tôi sẽ ra video mới cho các bác xem. Anh em tôi chuẩn bị đồ đây các bác. Đồ thì không có gì cả, chỉ đồ dùng cá nhân thôi, cơm, quần áo. Thế thôi, còn đồ ăn thì anh em tôi lên đấy sẽ anh em tôi sẽ tự kiếm. Đấy mới là sinh tồn các bạn. Tôi thì bắt đầu cách đây một tuần là bắt đầu trời trở lạnh. Miền Bắc, Tây Bắc chúng tôi là trời trở lạnh rồi. Nên là đấy, có vấn đề về sức khỏe. Không biết là tôi có lên đến đấy hay không nữa. Nhưng mà thôi cố gắng à. Nhưng mà đầu tiên nhá, các bác đi rừng là phải chuẩn bị. Ít chất là ở trên đồi mình không thể kiếm ra cơm được rồi. Phải lấy gạo đi. Cái đấy là đầu tiên. Cái thứ hai là thuốc tây các bạn. Lên rừng mình có bị cháy nắng giữa trời rất nguy hiểm các bạn nha, phải lấy đi theo. Cái vấn đề thứ hai nữa là đây, những cái đồ dùng, quần áo, giày, tất, cái này phải có. Không có các bác đi ở rừng nhiều cái cực kỳ nguy hiểm. Rừng thiêng nước độc mà các bác. Tôi sẽ truyền tải tất cho các bác xem những cái gì mà gọi là rừng thiêng nước độc. Đây, đi hết cái cánh đồng kia, à, cánh rừng kia làm lên nơi. Ôi, chàng người mông. Đâu ơi? Đi anh? Anh đi rừng. Đi đâu ấy? Em đi mua xăng. Mua xăng á? Đi mua xăng hai vợ chồng đi à? Chắc khoảng 12 giờ đấy, đêm nay rừng. Ok, bây giờ đã là 6 giờ tối rồi các bác nhá, 18 giờ, 18 giờ không mấy ấy. Thì anh em tôi mới đi đến được 1/4 đoạn đường thôi. Vẫn là cái nhóm lần trước anh em tôi đi thì là ông thợ chăn già, chú Diều, anh Cương, anh Ngọc. Có một anh nấp đằng sau nữa, anh đấy hôm nay đấy là chú Ngàn nhá. Hôm nay đi trải nghiệm cùng anh em tôi. Nhưng mà anh em tôi nói chung là đến giờ này khá là mệt rồi. Bây giờ còn 3 phần đường nữa. Anh em tôi vừa đi một phần đó các bạn. Còn 3 phần đường anh em tôi đến cái lán mà lần trước anh em tôi sinh tồn đấy. Thì đoạn đường đi thì cái series lần trước là anh em tôi cũng quay rồi, nhưng mà nó không được rõ ràng mấy. Nên là hôm nay cho tôi xin phép là cũng chỉ quay ngắn gọn một vài đoạn thôi các bạn nha. Khi nào lên đến lán thì tôi sẽ quay
tôi sẽ ghi lại những hình ảnh mà anh em tôi sẽ khả năng là không biết hôm nay còn lán hay không, hoặc là ngủ ngoài đường nữa không biết. Rồi ok. Ok. Sau bây giờ là 20:13, sau gần 4 tiếng hùng anh em tôi di chuyển thì bây giờ cũng khá là đói rồi các bạn ạ. Bây giờ là mấy anh em cũng bắt đầu lên cái lán mà lần trước mà anh em tôi ngủ đây đấy, cái lán mà đây. Bây giờ là anh em bắt đầu là dọn dẹp lên đây phát. Nói chung là khá là mệt các bạn. Với cả cực kỳ nhiều vắt luôn nên là anh em bắt buộc phải dọn luôn. Tôi thì nói chung là sắp không thể nói được, ở trên này nó lạnh. Hôm nay cũng may là trời nó lạnh nên anh em tôi di chuyển nó mới nhanh như thế. Còn không thì từ lúc 16:23 là anh em tôi bắt đầu di chuyển. Đấy, bây giờ là 20:14 các bạn nhá. Bây giờ anh em tôi bắt đầu một công cuộc và dọn dẹp để làm lại cái lán. Anh em tôi chỉ ngủ qua đêm đúng một đêm thôi các bạn. Ngày mai anh em tôi lại di chuyển vào trong. Lần này anh em tôi sẽ không ở đây nữa. Đấy. Ok. Mấy anh em tôi là làm xong cái lán rồi các bạn nhá. Đây cái lán. Không phải là làm, anh em tôi làm tạm thôi các bạn. Bây giờ là đun cái nồi nước để anh em tôi pha mì tôm. Cũng khá là đói rồi. Bây giờ xong pha mì tôm là anh em tôi bắt đầu đi xuống suối để bắt ếch, bắt cua các thứ để về để ăn đêm. Mới nấu cơm để ăn. Còn bây giờ là tôi với chú Diều sẽ đi khai quật lại cái trái rượu. Phải nói là có một lít rưỡi rượu mà anh em tôi ở pha mì tôm thôi. Đây, sẽ theo chân anh em tôi đi khai quật cái trái rượu mà đợt đầu năm anh em tôi chôn vùi ở dưới này. Phải đến 1.000 năm à? Ê, ôi cà đồng trược chú ơi. Rất là nhiều cái cây cà. Chú còn nhớ chỗ không? Đây anh em tôi chôn ở vừa thủy vừa thổ. Hạ thổ. Chú còn nhớ không? Hình như cháu nghĩ là bên trên ấy. Dọn hết này. Đây anh em tôi có chôn một cái rượu xuống đây các bác nhá. Bây giờ khai quật lên để anh em thưởng thức. Mà lúc đầu mình chôn mình nghĩ là mình lúc đầu mình không nghĩ là mình sẽ quay trở lại chứ nhỉ. Chú thử nghĩ xem cái hôm đấy chú chôn cho nào. Phải không thế? Như cháu nghĩ là bên này cơ. Rộng quá. Cái trên này khá là lạnh nhỉ. Cái chỗ lồi lồi ấy thì liệu có phải. Đấy. Chắc đoán hết. Hay là phân hủy mất rồi. Thơm lắm. Chợ thằng nào đào mất rồi. Liệu có ai biết không? Đấy. Không phải. Nhưng mà cháu nhớ không nhầm nó ở bên này chú ạ. Nó giáp với cả bên hòn đá to này cơ. Chứ không phải là bên đấy. Đấy, cháu đoán là khu vực đấy. 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 Thỏ ngay lên trên sông Phật. Cháu ở bên dưới hòn đá đấy mà. Nhưng liệu còn rượu không? Chai không? Em nước rồi đó. Ôi, khó ăn lắm đấy. Ui, trái chiêu. Vừa thổ vừa thủy. 1.000 năm rồi. Ui dồi ôi, không biết có nên uống nữa nhỉ? Về tí anh em mình, chú cháu mình thưởng thức thử xem nào. Nấu mì tôm đấy Ngọc ơi, nồi sôi rồi đấy. Rồi, anh em tôi về bây giờ ăn tạm mì tôm nữa, khá là đói các bạn. Bây giờ phải ăn mì tôm xong anh em tôi có sức để một là đi xuống suối tìm ếch, bắt ếch này, bắt cá này. Đấy, chứ bây giờ là khá là đói. Lúc đi thì không bắn được con chuột nào cả. Không bẫy được con chuột nào hết. Bẫy được còn nguyên. Ok, chào tất cả các bác nhá. Thì đấy anh em tôi lên sửa xong cái lán. Thì bây giờ là nấu mì tôm ăn nhá các bác nhá. Khai quật trái rượu này. Tôi thì bắt được hai cái con gì. Một con chôm chôm, còn một con meng chuông. Khá là ngon. Bây giờ là anh em tôi sẽ ăn mì tôm trước. Xong anh em tôi sẽ đi thứ nhất là sẽ đi săn chuột nhá các bác nhá. Thứ hai là sẽ đi bắt ếch này, bắt cá này để anh em tôi về ăn đêm. Chứ bây giờ anh em tôi lên đây là đói quá nên là không kịp nấu cơm nên ăn mì tôm nữa các bác nhá. Đây. Nồi mì tôm này, rất đặc biệt này. Đấy, vẫn ăn cướp đấy. Hôm nay anh em tôi đi nói chung là đội hình khá là hoành tráng, 6 người cơ các bạn. Đấy cả tôi nữa 6 người. Làm hẳn một nồi mì tôm to đấy. Vẫn là kia giới thiệu qua, kia vẫn là chú Trịnh. Anh Cương. Anh Ngọc, chú Diều. Còn kia là chú Ngàn. Đây chú Ngàn lần đầu tiên đi cùng anh em tôi đấy. Đi trải nghiệm các bác nhá. Rồi, đây trà rượu. Trà rượu anh em tôi vừa khai quật lên. Có cốc chưa? Cốc này cốc ở đây đấy à? Hay là có mỗi một cái cốc thôi à chú? Thôi đưa một cốc chuyển nhau được. Ừ cũng được nhỉ. Ai da, có lửa lên phát là ấm ngay nhỉ. Giữa rừng thiêng nước độc này. Ui bao la. Không một tiếng xe máy các bạn. Thi thoảng máy bay này.
Ôi cái nồi mì tôm không biết đói như thế nào. Có cả rau rau lá lốt rừng này, hoa chuối này. Ui ớt. Khá là đói. Đợi rượu đã. Đợi rượu đã chú ơi. Đợi tí, nhưng mà đói quá không chịu được. Anh em tôi bây giờ là ăn mì tôm xong nha các bạn nha. Đi tiếp bát hai. Rồi, ok.